Xin chào quý các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là phần cảm biến vân tay cáp tắt bật nguồn trên Samsung Galaxy A7 218, A750 nó có mặt tại di động com.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cảm biến vân tay trên Samsung Galaxy A7 218, A750 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới cảm biến vân tay các phím tắt bật nguồn trên A7 218, A750. Quý các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ di động com.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới quý các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động com.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 096 123 45 34. Xin cảm ơn quý các bạn.